Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, tướng Ryder, mới đây cho biết một con tàu vận chuyển thư ở Vịnh Aden bị uy hiếp bởi phần tử vũ trang nguy hiểm trên biển và gửi tín hiệu cấp cứu đến các tàu chiến xung quanh. Tuy nhiên, các tàu chuyến tuần tra Vịnh Aden của Trung Quốc đã thấy chết mà không cứu. Không có bất cứ phản ứng gì. Cuối cùng, một tàu khu trục của Hải quân Hoa Kỳ đã tiến tới và khống chế và giúp con tàu thoát khỏi nguy hiểm. Vậy tại sao lực lượng Hải quân của Trung Quốc lại tuần tra ở Trung Đông và thấy chết không cứu đối với tàu vận chuyển thư trên? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Theo tin tức của Bộ Quốc phòng Mỹ, tàu chở hóa chất và container mang tên USS Central Park đã gửi tín hiệu cấp cứu đến các khu vực xung quanh khi bị tấn công ở Vịnh Aden. Lúc đó có 3 tàu chiến của Trung Quốc ở vùng biển gần đó, nhưng không có bất cứ phản ứng nào. Sau đó, tàu khu trục USS Motion của Hải quân Mỹ nhanh chóng tới hiện trường. 5 phần tử khủng bố nhìn thấy quân đội Mỹ tới liền cố gắng bỏ trốn, nhưng cuối cùng lại bị quân đội Mỹ bắt giữ. 3 tàu chiến Trung Quốc này đang làm gì ở Vịnh Aden? Nhiệm vụ thiết yếu của nó là duy trì hòa bình. Kể từ năm 2008, Trung Quốc đã điều động các tàu đến Vịnh Aden để thực hiện các hoạt động hộ tống hàng năm. Chỉ riêng năm 2008, cướp biển Somali đã thực hiện 111 vụ tấn công ở Vịnh Aden, trong đó có 42 tàu bị cướp. Cộng đồng quốc tế đã xem xét và nhận ra rằng điều này sẽ không hiệu quả. Biển Đỏ và Vịnh Aden là một trong những vùng biển có giao thông tấp nập nhất trên thế giới. Đây là con đường duy nhất từ châu Âu đến châu Á. Các tàu du lịch từ Trung Đông cũng vậy, cần phải đến đây để đi châu Âu. Vì vậy, Liên Hợp Quốc vào thời điểm đó đã phát động hành động hộ tống. Trung Quốc cũng tham gia. Mỗi lần thực hiện nhiệm vụ, Trung Quốc sẽ cử 3 tàu chiến, bao gồm 2 tàu khu trục và 1 tàu tiếp tế. Hiện đang hoạt động ở Vịnh Aden, làm hạm đội hỗ trợ thứ 45 của Trung Quốc, bao gồm 3 tàu chiến, tàu khu trục tên lửa dẫn đường 052D Urumqi, tàu khu trục tên lửa dẫn đường 054A Linni và tàu tiếp tế toàn diện 902 Đông Binh Hù. Nói chung, đội hình hộ tống luân phiên 3 hoặc 4 tháng một lần. Vào ngày 2 tháng 10 năm nay, hạm đội hộ tống thứ 44 và 45 của Hải quân Trung Quốc đã hoàn tất việc bàn giao tại một khu vực nhất định ở phía tây Vịnh Aden. Sau đó, hạm đội thứ 44 đã quay trở lại Trung Quốc và thậm chí còn tới Myanmar vào tháng 10. Như vậy, hạm đội hộ tống của Trung Quốc rõ ràng là đi hộ tống Vịnh Aden. Vậy tại sao khi tàu của Israel gặp nguy hiểm lại thấy chết không cứu? Có hai lý do. Nguyên nhân đầu tiên liên quan đến Iran, Vịnh Aden giáp Yemen ở phía bắc và Somalia ở phía nam. Vì vậy ở đây không chỉ có cướp biển Somali mà còn có cả tàu vũ trang Houthi của Yemen. Kể từ tháng 11, lực lượng vũ trang Houthi của Yemen đã nhiều lần cướp tàu dân sự của Israel ở Biển Đỏ. Theo báo cáo của hãng tin AP, về mặt lý thuyết, khu vực biển xảy ra vụ việc nằm ở phía bắc Vịnh Aden, khu vực do lực lượng chính phủ Yemen kiểm soát. Khu vực này cách Somalia tương đối xa và cướp biển Somali thường không hoạt động ở vùng biển này. Khi vụ cướp biển xảy ra, Trung Quốc không biết ai cướp tàu. Có thể là cướp biển Somali hoặc nhiều khả năng là lực lượng vũ trang Houthi. Nhưng nếu người Houthi chịu trách nhiệm về vụ không tặc, thì chính Iran đứng đằng sau người Houthi. Tên lửa và máy bay không người lái do lực lượng vũ trang Houthi phóng tới Israel đều do Iran cung cấp. Vũ khí, thiết bị và quân nhân của họ đều có sự hỗ trợ của Iran. Iran là đồng minh chính trị và quân sự quan trọng nhất của Trung Quốc ở Trung Đông. Một số người cho rằng phiên bản mới trục quyền lực là Nga, Iran, Trung Quốc và Triều Tiên. Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Iran tốt tới mức không thể tốt hơn. Bà Mạnh Vãn Châu của Huawei mạo hiểm vào tù để giúp Iran lách lệnh trừng phạt và buôn lậu sản phẩm công nghệ Mỹ. Năm 2021, Trung Quốc cũng ký thỏa thuận hợp tác 25 năm với Iran, dự định đầu tư 400 tỷ đô la Mỹ vào Iran để đổi lấy nguồn cung cấp dầu ổn định. Các ngân hàng quốc doanh của Trung Quốc đã cung cấp vốn vay cho các dự án hợp tác Trung Quốc-Iran, trong khi các công ty dầu mỏ của Trung Quốc và một số ngành xây dựng đã tận dụng cơ hội hợp tác để thâm nhập thị trường Iran. Ngay cả nguồn kỹ thuật của nhiều thiết bị quân sự của Iran cũng thực sự đến từ Trung Quốc. Nói cách khác, lực lượng vũ trang Houthi là em trai của Iran và Iran là đồng minh quan trọng nhất của Trung Quốc ở Trung Đông. Có câu nói, đánh chó cần nhìn mặt chủ. Nếu Hải quân Trung Quốc muốn tấn công lực lượng vũ trang Houthi, họ phải tìm ra chủ của nó là ai.
Nếu đó là Iran thì cần bỏ qua. Đều là người một nhà. Nếu hạm đội của Trung Quốc ra tay thì chính là người một nhà đánh nhau. Điều này không phù hợp cho lắm. Vì vậy, nếu hiểu rõ mối quan hệ này thì chúng ta có thể hiểu tại sao hải quân Trung Quốc có thể thấy chết không cứu. Nguyên nhân chính thứ hai có lẽ là kết quả của việc Trung Quốc nuôi dưỡng tình cảm với Israel và chống Do Thái mạnh mẽ ở nhân gian trong vài năm qua. Nếu chúng ta thường xem các tin tức bằng tiếng Trung giản thể, cho dù là đó là Weibo hay là WeChat, hay một số trang web cổng thông tin điện tử, thì 90% đánh giá về Israel là cực kỳ tiêu cực. Rất đơn giản, Israel là em trai của Mỹ. Nếu Mỹ ủng hộ Israel, thì Trung Quốc sẽ phản đối Israel. Bao gồm cả cuộc tấn công khủng bố của Hamas vào Israel này, các quan chức đảng Cộng sản Trung Quốc không ủng hộ Israel. Điều này khiến đại sứ Israel tại Trung Quốc rất chán nản. Loại cảm xúc chống Do Thái, chống Israel trong dân gian có ảnh hưởng rất lớn trong các hành động quân sự cụ thể. Với tư cách là người chỉ huy một tàu chiến hoặc một hạm đội, người sĩ quan chỉ huy không có thời gian để xin chỉ thị của cấp trên. Khi vụ cướp xảy ra, đã nhanh như một tia chớp. Với tư cách là một người chỉ huy quân đội, bạn đưa ra phán đoán ngay lập tức và quyết định phải làm gì và giải quyết vấn đề này như thế nào. Nhưng nếu tình cảm của bạn là chống Israel, nhiều binh sĩ cơ sở của Trung Quốc cảm thấy rằng Hoa Kỳ xấu xa, Israel xấu xa và người Israel đáng bị bắt cóc, tàu du lịch của Israel bị cướp, đó là đáng đời. Tàu của Israel bị cướp là đáng đời. Nếu đã đáng đời, tại sao chúng ta phải cứu họ? Loại cảm xúc chống Mỹ và chống Israel ở cấp cơ sở này thể hiện ở nhiều xung đột quân sự. Ví dụ như trong vụ va chạm giữa máy bay Mỹ và Trung Quốc ở Biển Đông năm 2001, trước khi thực hiện nhiệm vụ, người cấp trên của phi công Vương Vĩ sẽ chắc chắn không nói với anh ta rằng anh đi lần này đừng nghĩ tới việc quay về, hay hãy đâm vào máy bay của Hoa Kỳ. Không ai có thể nói như vậy. Vụ tai nạn máy bay của phi công Vương Vĩ là một hành động bốc đồng xuất phát từ cảm xúc cá nhân. Gieo vào đầu anh là tư tưởng căm thù và phản đối Mỹ. Khi nhìn thấy máy bay Mỹ bay qua Biển Đông, anh đã cố gắng trục xuất đuổi đi. Máy bay Mỹ không đồng ý. Anh ta tức giận đến mức quyết định dùng động tác bay nguy hiểm hơn để bày tỏ sự tức giận. Kết quả là xảy ra tai nạn. Hai máy bay va chạm và rơi xuống biển. Trong 2 hoặc 3 năm qua, máy bay Mỹ và đồng minh đã tuần tra trên Biển Đông và nhiều lần chạm trán với máy bay chiến đấu của không quân Trung Quốc. Bay cùng với chúng là khoảng cách từ 2 đến 3 mét và thỉnh thoảng có những động thái nguy hiểm nhằm cố gắng xua đuổi các máy bay chiến đấu của Hoa Kỳ. Những hành động này đáng lẽ phải được quy cho Trung Quốc. Nguyên nhân là do tâm lý chống Mỹ mạnh mẽ trong các sĩ quan ở các cấp bậc khác nhau. Cảm xúc chống đối Mỹ có thể khiến cán bộ, chiến sĩ cơ sở có những hành động nguy hiểm. Còn cảm xúc chống Israel có thể khiến cán bộ, chiến sĩ cơ sở thấy chết không cứu. Họ nghĩ Israel đã xấu thì tại sao phải cứu họ? Vì vậy, tóm lại, khi vụ cướp xảy ra, Hải quân Trung Quốc không xác định được bên cướp là lực lượng vũ trang Houthi, cũng không rõ là địch hay bạn nên không điều động quân. Thứ hai, dưới loại cảm xúc chống Israel mạnh mẽ, các binh sĩ hải quân cấp cơ sở càng không muốn cứu trợ các tàu của Israel. Vụ cướp xảy ra chớp nhoáng và kết thúc sau vài giờ. Vì vậy, trong hoàn cảnh như vậy, Trung Quốc không ra tay giúp đỡ. Đây chính là nguyên nhân đằng sau. Ngoài ra, chúng ta cần hiểu rõ lý do tại sao Trung Quốc lại cử hải quân của mình thực hiện nhiệm vụ hộ tống ở Vịnh Aden. Có 3 lý do chính. Lý do đầu tiên là để bảo vệ thuyền của mình. Báo cáo này từ Global Network chỉ ra rằng, dưới sự hộ tống của hạm đội hộ tống số 45, một tàu chở hàng đã đến Vịnh Aden. Trong khi tàu Urumqi và tàu Đông Biên Hu đã hộ tống 10 tàu đánh cá xa bờ của Trung Quốc đến vùng biển an toàn. Khi đội tàu hộ tống của Trung Quốc đến Vịnh Aden, nhiệm vụ quan trọng nhất của họ là bảo vệ sự an toàn cho các tàu đánh cá Trung Quốc. Lý do thứ hai là Trung Quốc cử các đội tàu hộ tống đến Trung Đông để mở rộng ảnh hưởng quốc tế. Khi tàu chiến của mình đi vòng quanh vùng biển của người khác, thái độ của người khác đối với bạn đương nhiên sẽ khác. Lý do thứ ba là mục đích chính của đội hình vượt biển của Trung Quốc là tiến hành các cuộc tập trận và nâng cao chất lượng tổng thể của quân đội. Mục tiêu của Hải quân Trung Quốc luôn là Hải quân Mỹ, hy vọng đánh bại hoặc ngăn chặn Hải quân Mỹ ở vùng Biển Xanh và Biển Xanh quanh eo biển Đài Loan. Được thực hiện sứ mệnh hộ tống đại dương như Vịnh Aden đã trở thành một trải nghiệm vô cùng quý giá. Nếu Hải quân của bạn thậm chí chưa bao giờ rời khỏi đất nước, làm sao nó có thể chiến đấu với Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương? Đây là mục đích thực sự của việc Hải quân Trung Quốc điều quân tới Vịnh Aden.